chuồn chuồn cắn rốn. Mau ra đây bàn chuyện lớn đây. Trật tự, mọi người trật tự nghe tôi nói này. Mọi người biết gì không? Cậu Biên Trú đã về quê nghỉ hè rồi. Thật là khủng khiếp. Năm ngoái cậu ta đã tàn sát họ nhà Dế chúng tôi một cách thê thảm. Anh hai tôi bị què chân, chú ba bị chột mắt, tôi thì bị gãy cả đuôi. Đúng rồi, cậu ta đúng là một hung thần. Họ hàng nhà chúng tôi đã bị cậu ta phơi khô gần hết cả. Cánh của chúng tôi cũng bị cậu ấy ngắt sạch đây này. Đúng vậy, cậu Biên Trố là nỗi khiếp sợ của tập đoàn côn trùng chúng ta. Vì vậy, tôi tập hợp mọi người lại đây để lên kế hoạch di cư. Chúng ta phải đi càng xa nơi này càng tốt, tránh để một cuộc tàn sát dã man lại xảy ra lần nữa. Đúng rồi, đồng ý, nhất trí. Thế các cậu thì sao? Không thấy ý kiến gì cả. Nghe nói hè năm nay mưa nắng thất thường, bọn mình mà đi thì lấy ai thông báo thời tiết cho nông dân phơi lúa, đốt rơm? Ôi dào, nắng mưa là chuyện của trời, sinh tồn mới là chuyện sống của côn trùng chúng ta chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi, chuồn chuồn các cậu quyết định nhanh lên. Chờ đến tối nay chúng ta sẽ lên đường. Bây giờ ai về nhà nấy, nhớ phải nắp kỹ vào, cẩn thận không bị cậu Biên Trố bắt được là toi. Đúng rồi, thôi về đi. Chúng tôi biết rồi, hẹn gặp tối nay. Đã đầy đủ quân số chưa? Chúng ta bắt đầu cuộc di tản sang bên kia cánh đồng ngay bây giờ. Nhà ve cũng có mặt. Chúng tôi đi đủ, đi đủ. Thấy mấy đứa chuồn chuồn đâu hết cả rồi? Bọn họ định ở lại để dự báo thời tiết cho nông dân thật hả? Mọi người ơi, cô ớt nhà chúng tôi gặp nạn rồi. Sao? Ớt bị làm sao? Các cậu vừa nói gì? Chuồn chuồn ớt bị làm sao? Ớt nó bị Biên Trố bắt đi rồi. Ôi trời, nguy hiểm quá. Tại sao lại bất cẩn để bị bắt đi kia chứ? Đã dặn đi dặn lại là phải trốn cẩn thận. Chắc là nàng ớt lại không nghe lời phải không? Phải, ớt nó thấy trời sắp mưa mà thóc của bà nội Biên Trố lại phơi đầy sân. Thế là nó chạy ra, bay là đà mặt đất nên dễ dàng bị tóm. Đồ ngốc này, sao lại tự mình chui đầu vào rọ như thế chứ? Đúng rồi, ngốc nghếch thật, tự dưng đi nộp mạng à. Thôi, muộn rồi, tiếp tục kế hoạch di tản thôi. Đứa nào chán sống thì kệ nó. Xin anh, xin mọi người tìm cách cứu ớt với. Nếu như mọi người không cứu, chắc ớt chết mất. Cô ấy tuy bướng bỉnh, nhưng là một người tốt và ngay thẳng. Mèn à, ở đây chỉ có anh là văn võ song toàn, lại dũng mãnh. Anh giúp ớt nhà tôi nhé. Việc ở lại nơi này đã là nguy hiểm. Giờ đi cứu chuồn chuồn ớt khỏi tay cậu Biên Trố còn nguy nan gấp trăm lần. Chúng ta thậm chí sẽ phải chịu tổn thất và thương vong. 500 anh em có dám không? Giống loài chúng tôi vẫn mang tiếng là không giữ lời. Nhưng nào phải vậy? Tôi nghĩ cùng là đồng loại, chẳng nhẽ thấy chết mà không cứu. Đúng rồi, chuồn chuồn ớt gặp nạn là vì có ý làm việc tốt, chúng ta bỏ đi khác nào hèn nhát. Đúng rồi, chết vinh còn hơn sống nhục. Côn trùng thì sống được bao lâu chứ? Sống sao cho đáng sống. Thôi được rồi, thể theo ý kiến số đông, tôi quyết định tập đoàn chúng ta sẽ quay về cứu chuồn chuồn ớt khỏi tay cậu Biên Trố. Dù sao, cuộc đời cũng chỉ có một, phải sống sao cho đáng. Không thể để người đời đánh giá chúng ta hèn kém, đánh đồng như loài sâu bọ được. Chúng ta sẽ trốn ở đây để quan sát, chờ thời cơ tới sẽ ra tay. Đồng ý. Bây giờ ra ao tập bơi. Tao nghe nói cho chuồn chuồn cắn rốn là biết bơi liền à. Nhanh lên, mày cầm cái dây buộc chuồn chuồn này cho tao, để tao cho nó cắn rốn nhé. Em tưởng muốn tập bơi thì phải ôm phao chứ, trên tivi vẫn dạy thế mà. Mày thì biết cái gì, cứ làm theo lời tao bảo. Cắn đi, cắn rốn tao đi. Ớt kia rồi, cậu ấy bị Biên Trố trói chặt thế kia, làm sao thoát được? Chờ tôi ở đây nhé, chừng nào tôi tuyết còi thì xông lên nha. Đã bảo là cắn vào rốn cơ mà, con chuồn chuồn này ngu ngốc quá. Ai da, các anh em mau ra giải cứu chuồn chuồn ớt, nhanh. Ai da, đau quá, đau quá. Bọn côn trùng chết tiệt, bắt hết chúng nó lại. Bọn côn trùng đáng chết,
Để tao về nhà lấy cái vật lưới, bắt hết chúng nó lại trừng trị. Đúng rồi, nó cắn tay em vẫn còn đau đây này. May quá, không có ai bị thương tích gì. Bây giờ chỉ còn việc bay sang bờ sông bên kia trốn thoát tên binh trố hung thần. Cậu tự do rồi nhé, lần sau đừng có mà dại dột thế nữa. Cảm ơn mọi người đã không ngại khó khăn, quay lại cứu tôi. Nhưng... còn nhân gì nữa? Mau ăn uống lấy sức để bay sang bờ sông bên kia thôi. Đúng rồi đấy. Nếu chúng ta bỏ đi hết, sẽ phá vỡ hệ sinh thái nơi đây. Ban ngày, các chị ve chẳng còn luyện opera. Hàng đêm, anh giấy mèn cũng không còn kéo nhạc. Mỗi bông hoa sẽ héo mòn chờ bươm bướm thụ phấn. Lấy đâu cào cào, châu chấu để tìm bắt lũ sâu bọ nữa chứ? Đấy không phải việc của chúng ta. Nếu con người không biết sống hòa hợp cùng tự nhiên, thì họ sẽ tự chuốc lấy tai họa thôi. Biên trố là một cậu bé nghịch ngợm thôi. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò mà. Ôi mọi người nhìn xem, cậu biên trố ngỗ nghịch đang phải nhận lấy bài học đắt giá kìa. Trời ơi, em đã nói là đừng động vào tổ ong mà anh không nghe. Tao biết rồi, giờ thì tao xin chừa. Đáng đời cậu biên trốn nghịch ngợm. Vậy là chúng ta không cần trốn đi đâu nữa rồi. Nội ơi, con biết bơi rồi. Không cần chuồn chuồn cắn rốn mà con vẫn bơi được đó. Mà hôm nay ghế kêu hay vậy nội. Bin ngoan. Bin không nghịch ngợm bắt côn trùng, nên chúng đến chơi nhạc cho Bin nghe đó. Tháng và mùa. Xưa kia có một cô bé sống chung với mẹ kế và đứa con riêng của bà ta. Kể từ khi cha cô bé mất, cô bé phải chịu sự đối xử ghẻ lạnh của mẹ kế và đứa em. Con ăn nhanh rồi lên phòng đọc sách. Lát nữa chị cả về sẽ dọn dẹp. Chị cả? Mẹ lại nhắc đến chị ta rồi. Ước chi chị ta không xuất hiện ở trong nhà chúng ta có phải tốt không? Con gái, chẳng phải có nó ở đây. Chúng ta sẽ có người dọn dẹp, có người lấy cỏ cho ngựa và giặt cho con những bộ trang phục hay sao? Nhưng mà ai cho phép chị ta được xinh đẹp hơn con cơ chứ? Mẹ à, hễ nhìn thấy chị ta là con lại thấy bực bội rồi. Mẹ mau mau tìm cách đuổi chị ta ra khỏi ngôi nhà này đi cho khuất mắt. Thôi được rồi con yêu à, để mẹ nghĩ cách. Hãy đội chiếc mũ này vào và đi tìm cho ta một bó hoa tím. Mẹ, mẹ nói sao cơ ạ? Không nghe rõ gì sao? Ta đã nói rồi, mày hãy lên đường tìm một bó hoa tím về đây cho ta. Nếu không tìm được thì đừng có mà về nữa, nghe chưa? Mẹ, trời đầy tuyết thế này, đào đâu ra một bó hoa tím cơ chứ? Chớ có phàn nàn, hãy tức tốc lên đường ngay và đừng có quay trở lại nếu chưa tìm được, hiểu chưa? Mẹ ơi, mở cửa cho con. Mẹ ơi. Cô bé đi mãi, đi mãi lạc vào trong núi sâu. Cô thậm chí không biết mình đi đâu nữa. Cha, cha ơi. Bên trên đỉnh núi kia không biết có gì mà lóe sáng thế nhỉ? Ta hãy cứ thử lên đó xem sao. Cháu chào các cụ ạ. À. Chào cháu. Cô bé, con đi đâu mà lại tới đây? Dạ, mẹ con bắt con phải tìm và hái về nhà một bó hoa tím ạ. Trời tuyết lạnh giá thế này, cháu đã đi suốt đêm mà chẳng thấy bông hoa tím nào đâu ạ. À. Này ông bạn thân ba ơi, đến việc của ông rồi đấy. Cháu gái ngoan, ta sẽ tặng cháu không chỉ một bó mà cả một cánh đồng hoa tím cơ đấy. Nào, hãy nhìn đây. Ôi, tuyệt quá. Tuyệt quá. Nào, cháu gái ngoan, cháu hãy hái bao nhiêu hoa tím tùy thích và trở về nhà mau lên. Dạ, cháu cảm ơn các cụ ạ. À. Các cụ có phải là 4 mùa và 12 tháng trong năm không ạ? Trời lạnh cắt da cắt thịt thế này thì đào đâu ra hoa tím cơ chứ? Chắc có lẽ nó đã bị hùm beo trong rừng sâu ăn thịt mất rồi. Giờ chỉ có mẹ con ta ở với nhau. Thích quá, thích quá. Mẹ ơi,
ai đó? Mẹ ơi, con mang bó hoa tím về đây ạ. Nó vẫn còn dám quay về sao? Mày lấy đâu ra những bông hoa này cơ chứ? Dạ, chuyện kỳ lạ lắm mẹ ạ. Đó là những ông cụ thật đẹp đẽ. Họ ngồi xung quanh một đống lửa. Các cụ là 4 mùa và 12 tháng trong năm. Kỳ lạ quá, con phải đi lên đỉnh núi đó để xem sự thật có phải đúng như chị ấy nói không. Con sẽ gặp đúng ông tiên áo xanh có phép thuật ấy để xin ông ta một điều ước. Này, cụ áo xanh ơi, cháu muốn gì nào? Tôi muốn gì thì liên quan gì đến ông? Tôi chỉ nói chuyện với ông già áo xanh thôi. Cụ áo xanh ơi, cháu muốn... Thế là bà dì ghẻ đi tìm con cũng bị bão tuyết cuốn phăng đi. Từ đó, cô bé sống hạnh phúc trong ngôi nhà của mình. Chàng nho sĩ và cốc thần. Ngày xưa, tại bản Mường, có một chàng nho sĩ nghèo nhưng rất chăm học. Nhà cửa chàng chỉ là một túp lều, tài sản chỉ có một con dao quắm và một chồng sách. Làm bạn với chàng, chỉ có một con cốc tía nhỏ bé. Năm ấy, nhà vua mở khoa thi chọn trạng. Sĩ tử khắp các phương trời đều tấp nập về kinh dự thi. Thấy chàng nho sĩ vào kinh ứng thí, cốc tía xin được đi theo để bảo vệ và ở bên cạnh chàng. Chúng ta sẽ nghỉ tạm ở lều này cốc nhé. Dạ vâng. Úi, ai kia? Mạch vẫn còn đập, chắc người này cũng là một sĩ tử lên kinh dự thi giống như ta. Ông ai? Con xem bộ, nó là người không có thủy chung gì cả. Hạng này nếu không phải là giang phi thì cũng là cái bội bạc, cứu hắn làm gì? Gặp kẻ hoạn nạn mà không cứu chữa không phải là người quân tử. Dù có khó nhọc bằng 10, ta cũng không thể bỏ qua được. Nếu hắn chưa đến ngày tận số mà được sống lại thì ta lại có thêm một người bạn đường, càng hay chứ sao? Ông hãy để viên ngọc này vào mỗi người chết thì người chết lập tức sẽ sống lại. Ôi, anh tỉnh rồi à? Anh là... Tôi là thí sinh lên kinh dự thi, đi qua đây định vào trú nhờ thì thấy anh nằm bất tỉnh. Cũng may là anh đã tỉnh lại rồi. Ôi, thấy là chúng ta cùng đường rồi. Chúng ta hãy đi cùng nhau làm bạn trên con đường cho đỡ buồn nhé. Ôi, việc gì anh phải khách sáo mời tôi ăn ở quán sang trọng này chứ? Điều đó đâu sánh bằng việc anh đã cứu tôi đâu. Nhưng tôi có việc này thấy hơi lạ. Lạ ư? Hôm nọ tôi đi đường xa bị cảm nặng, các bạn đồng hành của tôi bỏ tôi nằm lại ở lều. Nếu không có anh ra tay cứu chữa thì tôi đã hóa ra ma mất rồi. Công ơn của anh sau này tôi xin đền đáp. Không biết anh có thuốc linh đan hay phép thuật gì mà cứu sống được tôi vậy? Tôi có viên ngọc cải tử hoàn sinh này đây. Tôi chỉ cần đặt viên ngọc này vào mũi thì người chết dù tắt thở đã 3 ngày cũng sống lại tức khắc. Thật vậy sao? Tôi có thể cầm nó xem một lát được không? À, được thôi. Ôi, nhỏ thế này mà có tài cải tử hoàn sinh ư? Ôi, đánh nhau. Sao ai lại đánh nhau ngoài đường thế kia? Đâu, đâu? Kìa, anh làm gì vậy? Con vừa đi một lúc thì đã có chuyện rồi. Mà con đã bảo ông đừng có cứu chữa cho hắn mà. Nếu hắn là người tốt thì các bạn cùng đường chắc đã không bỏ hắn nằm chết ở giữa nơi rừng vắng ấy. Nhưng sớm muộn, viên ngọc đó cũng sẽ trở về thôi. Bây giờ ông hãy mau mau vào tâu vua, để sau này nhà vua xét xử hoàn lại cho ta viên ngọc. Đành vậy thôi. Nghe cốc nói, chàng nho sĩ xin vào triều tâu với nhà vua và nói rõ đặc tính của viên ngọc cho vua nghe. Vua hứa là sẽ xét tìm hộ chàng viên ngọc và bắt phạt kẻ gian phi. Ôi con ơi, con tỉnh lại đi. Công chúa ơi, nàng tỉnh lại đi. Sao mới một đêm thôi mà con lại ra nông nỗi này? Tỉnh lại đi con gái của ta. Bấm hoàng thượng, thân sức hèn tài mọn, không có cách gì để cứu chữa cho công chúa. Tất cả giờ chỉ trông vào duyên của công chúa với cõi đời này thôi ạ. Người đâu, mau dán bản tìm danh y và thông báo khắp kinh thành.
ai cứu sống công chúa sẽ được tuyển làm phò mã. Tìm danh y cứu sống công chúa ư? Sẽ được tuyển làm phò mã ư? Hay lắm, đây là dịp tốt để ta lấy lại viên ngọc và tìm ra kẻ cắp. Và đây cũng là cơ hội hiếm có để ông làm nên. Sáng mai tên ăn cắp ngọc đội lớp thần danh y sẽ vào cung chữa bệnh cho công chúa. Ông hãy tìm cách xin vào, đi lẫn theo đám quan triều đình vào cung thăm công chúa. Khi nào thấy ai đem viên ngọc ra, thì ông lập tức đến tàu vua xin cho bắt giam kẻ đó lại. Bẩm hoàng thượng, công chúa sẽ tỉnh lại ngay thôi. Sao rồi hả? Sao mãi công chúa vẫn chưa tỉnh lại thế? Dạ, thần... Tâu bệ hạ, trước hết, xin bệ hạ hãy cho bắt giam tên này lại. Hắn là danh y rộm và là một tên trộm. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Người thả tôi ra, thả tôi ra. Thưa hoàng thượng, đây là viên ngọc cải tử hoàng sinh và đây là cốc thần. Chỉ có cốc thần và tôi mới dùng được viên ngọc này để cứu sống người chết. Hôm qua tên kia đã cướp giật lấy viên ngọc của tôi, nhưng hắn không biết rằng hắn không đời nào sử dụng được viên ngọc nếu không có sự đồng ý của cốc thần. Nhờ ơn nhà vua, nay đã lấy lại được viên ngọc, tôi sẽ xin cứu sống công chúa. Tốt lắm! Nếu nhà ngươi cứu sống được con ta, thì ta quyết giữ lời đã hứa. Ôi! Công chúa tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Tốt lắm! Như lời ta đã nói, từ nay cậu là phò mã. Còn tên danh y rộm, tên trộm kia, hãy mang nhốt vào nhà lao, chờ ngài xét xử. Được vua nhận làm phò mã, nhưng chàng nho sĩ không quên bước vào trường thi. Chàng đã làm được bài văn hay nhất trong đám sĩ tử và được các quan trung khảo chọn làm trạng nguyên. Chàng lại được toàn thể triều thần tôn lên giữ chức phó tể tướng. Phó tể tướng lại càng yêu mến cốc tía và luôn giữ cốc tía ở bên cạnh mình. Sự tích bốn mùa. Thần thoại Hy Lạp kể lại thuở mới phân chia lãnh địa của các vị thần. Hades, một trong những người em của thần Zeus, được phân chia cai quản địa ngục. Hỡi thần Zeus tối cao, em phải sống dưới lòng đất thì phải có gì bù đắp lại chút ít chứ. Được, vậy cậu có ước nguyện gì? Nếu có thể, tôi sẽ đáp ứng. Dạ thưa, cũng chẳng có gì lớn lao. Em chỉ muốn có một cô vợ để đỡ buồn. Được, ta đồng ý. Chuyện này cũng hợp tình, hợp lý. Dạ, vậy là anh đã thuận tình. Người em muốn kết tóc xe duyên là nữ thần của mùa màng và thực vật nàng Persephone xinh đẹp. Cái gì? Là con gái của thần nông nghiệp Demeter. Cậu cũng thừa biết bà ấy vô cùng yêu con. Persephone còn nguyện làm trinh nữ suốt đời bên mẹ. Vâng, em biết chứ. Nhưng được nghe lời anh hứa tác thành là em yên tâm rồi. Ta nào đã hứa tác thành? Thì anh chẳng đã đồng ý việc em muốn có một người vợ. Và trong mắt em thì chỉ có nàng Persephone. Trước đề nghị của cậu em trai hẩm hiu phải sống dưới địa ngục, thần Zeus vô cùng khó xử. Coi như không có người anh em dưới địa ngục lạnh lẽo này. Không thể có chuyện Demeter đồng ý cho cô gái xuống âm phủ đâu. Vậy là anh không giữ lời. Ta tính thế này, cậu hãy tìm cách mà bắt cóc Persephone xuống âm phủ. Anh đã có lời như vậy, chuyện còn lại em sẽ tự biết làm thế nào. Mấy hôm tới Demeter sẽ đi vắng ít lâu, hãy nhân cơ hội đó. Về phần Persephone, nàng vẫn chăm chỉ với công việc mang tới màu xanh, sự sinh sôi cho cây cối, lá hoa, mà không hay biết kế hoạch của thần địa ngục Hades. Không có mẹ, hoa nở kém tươi hơn thì phải. Như đóa này, lẽ ra phải nở to gấp đôi mới phải. Ông là ai? Cứu tôi với! Thả tôi ra! Cứu tôi với! Nàng không thể thoát khỏi ta đâu. Hãy bằng lòng làm vợ ta, nàng sẽ trở thành nữ hoàng của địa ngục. Không đời nào! Cứu tôi với! Có ai không? Chỉ có ta thôi, hỡi Persephone. Nàng đừng cứng đầu nữa.
Mặc Hades tìm mọi cách thuyết phục, Persephone vẫn nhốt mình trong phòng kín, không ăn uống bất kỳ thứ gì. Mẹ ơi, mẹ mau đến cứu con không thể sống ở đây được. Persephone, con ở đâu? Sao lại đến nông nỗi này? Hoa cỏ đã tàn lụi hết, con bé không còn trên trái đất nữa rồi. Dù là cùng trời cuối đất, mẹ nhất định sẽ tìm được con. Vắng Persephone, cây cối ruộng đồng trên mặt đất bắt đầu héo úa. Bất chấp cái nắng thiêu đốt, thần Demeter đã tìm đến thần mặt trời, vị thần duy nhất có thể thấy hết mọi chuyện trên trái đất. Vì nể bà lắm, tôi sẽ nói, nhưng xin bà cũng đừng đả động tới thần giới. Sao? Chuyện này có liên quan đến thần giới ư? Đúng thế, thần địa ngục Hades nhờ có thần giới bật đèn xanh đã bắt cóc Persephone xuống âm phủ làm vợ rồi. Có chuyện tày đình như thế ư? Xin bà hết sức bình tĩnh, kẻo liên lụy đến cả tôi nữa đấy. Thần yên tâm, tôi có cách của mình. Cùng với sự biến mất của Persephone, không hoa cỏ, cây trái nào mọc, Demeter cũng lập tức cho nạn đói hoành hành, lúa không trổ bông, cây không ra trái. Demeter đã công khai đối đầu với ta rồi, cứ thế này loài người sẽ diệt vong mất. Ngươi hãy xuống âm phủ đón Persephone về cho ta, hãy tìm cách thuyết phục Hades, thần sẽ dốc hết sức. Loài người diệt vong hết vì đói khát thì sẽ xuống hết địa ngục của ta hả? Đúng thế thưa ngài. Địa ngục thế thì hết chỗ chen chân hả? Thôi được rồi, ngươi cứ ra cổng đợi đi, Persephone sẽ ra ngay. Ông không lừa tôi đấy chứ? Không hề, hãy ăn trái lựu này đi mà lấy sức vượt qua con đường địa ngục của ta. Mấy tháng này nàng đã không ăn gì rồi. Persephone sung sướng ăn trái lựu mà không hay biết ăn thức ăn của địa ngục thì sẽ phải trở lại địa ngục. Nhờ có Persephone mà mặt đất bắt đầu xanh trở lại. Demeter cũng làm phép cho mùa màng không bị thất bát nữa. Ngươi đã ăn trái lựu là thức ăn của âm phủ, nên không thể ở mặt đất mãi. Sau 6 tháng, ngươi không quay lại địa ngục thì cũng sẽ héo mòn. Trên mặt đất, tuyết bắt đầu rơi. Demeter buồn bã nhìn theo bóng con khuất dần. Persephone buộc phải chia thời gian. Khi nàng sống trên mặt đất là mùa xuân và mùa hè, cây trái xanh tốt. Còn thu và đông, khi nàng đi thì thực vật chết, lá cây rụng dần, loài người bắt đầu có 4 mùa từ đó. Lá thư định mệnh. Anh đã về đó à? Hôm nay thế nào hả anh? Chán lắm, có mấy chỗ anh đăng ký nhưng họ đều không nhận. Họ nói anh không hợp với công việc đó em à. Mà cũng phải thôi, anh nghĩ anh chỉ thích hợp với những công việc liên quan đến lập trình. Ngoài ra anh chả thể làm được công việc gì khác. Em cũng nghĩ anh hãy cứ tập trung tìm những công việc liên quan đến chuyên ngành của anh đi. Bao nhiêu công sức anh bỏ ra để học hành nghiên cứu, đi làm trái ngành em cũng thấy phí hoài lắm. Nhưng anh thương em vất vả. Cả tháng trời nay anh đã không làm được gì, để một mình em phải cán đáng mọi thứ trong nhà. Anh thấy áy náy quá. Đừng lo cho em mà, em sẽ còn buồn hơn nếu thấy anh phải miễn cưỡng làm công việc mà anh không đam mê. Thôi, anh cố gắng lên. Anh là người có năng lực và kinh nghiệm. Em tin rồi sẽ có một ngày anh được trọng dụng thôi. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã đặt niềm tin vào anh như thế. Anh xem kìa, niềm vui rạng rỡ trên gương mặt anh. Nhìn anh là em biết anh yêu công việc này đến thế nào. Thôi, anh đi đi kẻo muộn. Môi trường làm việc này đúng là tuyệt thật. Xin mời ông Stephen Palmer. Anh đã có kiến thức về chuyên ngành khá vững vàng cùng với bề dày kinh nghiệm, vì thế mà mới có mặt trong lần phỏng vấn này của chúng tôi. Với một lập trình viên, muốn thành công thì phải không ngừng tạo ra và chinh phục những đỉnh cao mới. Vâng, cảm ơn ông. Stephen, anh có thể cho tôi biết về phương hướng phát triển phần mềm trong tương lai được không?
Tôi... Vấn đề này tôi... Tôi chưa từng nghĩ đến. Chưa từng nghĩ đến là sao? Tôi... Thật sự là tôi cũng chưa định hình được rõ vấn đề này, thưa giám đốc. Nhưng về chuyên môn, tôi có thể nói với ông rằng, về chuyên môn, chúng tôi đã có vòng đánh giá riêng. Chúng tôi không chỉ cần một người có chuyên môn giỏi, mà còn cần người có tầm nhìn chiến lược nữa. Rất lấy làm tiếc. Đúng là mình thật nông cạn, không trúng tuyển cũng là xứng đáng. Lần phỏng vấn này đã cho mình một bài học quý giá. Anh lại đang viết đơn xin việc à? Không, anh đang viết một bức thư cảm ơn. Thư cảm ơn? Anh gửi nó cho ai? Anh gửi nó cho ông giám đốc đã phỏng vấn anh ngày hôm trước. Nhưng anh đâu có trúng tuyển, sao lại đi cảm ơn người ta? Sao lại không? Khi anh đã nhận được từ ông ấy một bài học quý giá, bài học sẽ có ích cho anh sau này. Thôi kệ anh, em không hiểu nổi. Tôi xin gửi đến quý công ty lời cảm ơn sâu sắc. Tuy tôi đã thất bại trong ứng tuyển, nhưng tôi đã được mở rộng tầm mắt của mình rất nhiều. Microsoft đã truyền cho tôi nhiều cảm hứng và đam mê với công nghệ. Thật sự xin chân thành cảm ơn quý công ty. Ký tên Stephen Palmer. Anh nghỉ ngơi một chút đi. Công việc này hình như anh không thích lắm. Cũng ổn em à. Anh đã dần dần thích ứng được với công việc rồi. Alo, tôi Stephen Palmer nghe đây. Anh Stephen Palmer, có phải anh đã tham gia kỳ phỏng vấn của Microsoft tháng trước không ạ? Vâng, đúng tôi. Chúc mừng anh, giám đốc của chúng tôi đã đề cử anh vào một vị trí đang thiếu trong công ty. Một tuần nữa, mời anh qua công ty nhận việc. Mong anh đến công ty đúng lịch hẹn. Cô ơi, cô có nhầm không? Hôm trước cô gọi cho tôi thông báo tôi đã trượt vòng thi phỏng vấn cơ mà. Không nhầm đâu anh ạ. Sau khi giám đốc nhận được lá thư của anh, ông đã đưa ra quyết định này. Vậy à, cảm ơn cô. Tôi sẽ đến đúng hẹn. Em ơi, anh... Em nghe thấy rồi. Có lẽ nhờ lá thư cảm ơn của anh mà họ đã chú ý đến anh đấy. Tuyệt quá. Họ đã xúc động trước sự chân thành và tinh thần cầu tiến của anh đấy. Sau này, nhờ vào khả năng xuất sắc của mình, Stephen Palmer đã lên chức phó giám đốc của tập đoàn Microsoft. Tên ông có trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!